Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến 6 giờ chiều ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên con số 203, trong đó 55 người đã khỏi bệnh và số còn lại đang được điều trị tại cơ sở y tế, đa số sức khỏe vẫn ổn định. Trong cùng ngày, Nhà cầm quyền Việt Nam cho biết sẽ công bố dịch trên toàn quốc, tuy nhiên chưa tính đến việc phong tỏa Hà Nội hay Sài Gòn. Mặc dù vậy, giới hữu trách vẫn kêu gọi mọi người dân phải ở trong nhà, không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết để hạn chế lây lan dịch bệnh. Cũng theo nhà cầm quyền, thì vấn đề an sinh xã hội cho người dân sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày 1 tháng 4. Trước hết là có chính sách đặc biệt đối với người thu nhập quá thấp. Chính phủ cũng nhân dịp này đưa ra cam kết sẽ bảo đảm nguồn cung hàng hóa và lương thực thiết yếu cho người dân, bảo đảm giá cả phù hợp, chất lượng, không để cho người dân quá khó khăn. Trong khi đó, chính quyền thành phố Sài Gòn lên kế hoạch chăm sóc người vô gia cư trong đại dịch. Nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm COVID-19, chính quyền thành phố Sài Gòn chiều ngày 30 tháng 3 cho biết đang lên kế hoạch giúp đỡ chỗ ở và theo dõi sức khỏe cho hơn 6.200 người vô gia cư. Bởi vì nhóm người này nếu không được quan tâm đến sẽ dễ là nguồn lây bệnh cho toàn thành phố. Liên quan đến vấn đề này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cam kết sẽ hỗ trợ người cơ nhỡ và người vô gia cư trong vấn đề nhu yếu phẩm. Đối với người bị nhiễm bệnh, Sở Y tế sẽ cho tiến hành xét nghiệm và thăm khám hoàn toàn miễn phí. Cũng trong cùng ngày, chính quyền thành phố một lần nữa kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc đi lại, hạn chế mua sắm và không nên ra ngoài ăn uống. Việc này sẽ gây thiệt hại cho người dân, tuy nhiên nó nhỏ hơn rất nhiều so với hậu quả nếu như không khống chế được dịch bệnh. Đề xuất giảm giá điện vì COVID-19. Trong những ngày qua, đã có nhiều ý kiến đề xuất chính phủ hỗ trợ khẩn cấp chi phí sinh hoạt cho người dân thông qua việc giảm 50% giá điện và cho nợ 50% trong 3 tháng. Thời gian áp dụng giảm là trong 3 tháng khó khăn nhất của dịch bệnh, bao gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Khoản nợ 50% tiền điện còn lại nên chia đều thanh toán vào năm 2021. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng rất khó có thể giảm giá điện trong bối cảnh hiện nay, chỉ có thể không tăng giá trong lúc này mà thôi. Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đang tính toán và sẽ có phương án hỗ trợ. Bước đầu, các đối tượng được xem xét miễn giảm giá điện gồm các khu vực cách ly tập trung, viện xét nghiệm nCoV và tại các bệnh viện đang chữa trị bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó thì hàng trăm người tập trung tại bãi biển Nha Trang để vui chơi. Vào chiều ngày 30 tháng 3, hàng trăm người đã đổ về bãi biển ở thành phố Nha Trang để vui chơi. Nhiều người còn không mang khẩu trang. Vậy là sau 3 ngày, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khuyến nghị không nên tập trung trên 20 người, thì bãi biển Nha Trang vẫn có hàng trăm người chen chúc nhau để tắm biển, trong đó có nhiều trẻ em được người lớn dẫn theo. Cũng theo ghi nhận tại đây, thì mặc dù quán xá dọc biển Nha Trang đã tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên nhiều người bán hàng rong vẫn mời chào khách. Một số bãi giữ xe khách tắm biển vẫn mở cửa và thu tiền. Trong khi đó, trên bờ, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi thông báo rằng không tập trung để phòng chống COVID-19. Được biết trước đó, chính quyền đã gửi thông báo đến các cơ sở kinh doanh dọc bãi biển, yêu cầu đóng cửa để phòng chống COVID-19. Nhưng đối với khu vực bãi biển, chính quyền chỉ cảnh báo không tập trung đông người, nhưng lại chưa đưa ra lệnh cấm. Kính thưa quý vị, một bản tin về giải trí cho biết, bản tin buồn về nam ca sĩ Joe Diffie đã qua đời vì COVID-19 ở tuổi 61. Nam ca sĩ Joe Diffie, một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của thập niên 1990, đã qua đời vì COVID-19 hôm 29 tháng 3 ở tuổi 61. Danh ca Jason Aldean viết trên trang cá nhân: "Một tuần tồi tệ cho nhạc đồng quê, Kenny Rogers qua đời và giờ là Joe Diffie. Anh ấy là ca sĩ tài năng và tính cách tuyệt vời. Biểu diễn bên cạnh Joe luôn vui vẻ và tôi không bao giờ quên tour diễn ở Panama. Chúng tôi sẽ nhớ tới bạn.
Cảm ơn Đức Phi vì những điều anh đã dạy chúng tôi. Các đồng nghiệp như Brett Beasley, Justin Moore, Luke Combs cũng bày tỏ thương tiếc Joe qua mạng xã hội. Trước đó vào hôm 27 tháng 3, nam ca sĩ cho biết đã dương tính với nCoV và đang được các chuyên viên y tế chăm sóc. Ông viết trên Instagram, ông và gia đình xin mọi người tôn trọng sự riêng tư trong lúc này. Ông mong người hâm mộ hãy cảnh giác, nghiêm túc và cẩn thận trong cơn đại dịch này. Nam diễn viên Keith Middlebrook bị bắt vì bán các loại thuốc giả chữa COVID-19. Hôm 25 tây tháng 3, cảnh sát của tiểu bang California phát hiện một người bán các loại thuốc uống, tiêm, khẳng định có thể chịu được bệnh. FBI ra lệnh bắt Keith Middlebrook vào tối cùng ngày sau khi phát hiện anh đứng sau công ty phân phối các loại thuốc này. Trước khi bị bắt, thì Keith giới thiệu một vài viên thuốc cho một khách hàng là cảnh sát chìm của FBI. Nam diễn viên quảng cáo công ty của anh nghiên cứu thành công loại dược phẩm để chữa và phòng ngừa nCoV, đang chờ cấp bằng sáng chế và kêu gọi người này góp vốn. Anh khẳng định các loại thuốc có thể giúp người bệnh bình phục sau 2 đến 3 ngày điều trị. Keith đã kêu gọi các mức đầu tư từ khoảng 1 triệu Mỹ Kim, hứa có thể sinh lợi gấp 200 cho đến 300 lần. Anh cho biết công ty có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như Magic Johnson, là cựu vận động viên bóng rổ nổi tiếng của câu lạc bộ Los Angeles Lakers. Và Magic đã phủ nhận thông tin này. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và quý vị cũng có thể xem lại bản tin này cùng những chương trình khác trên YouTube channel CBN News TV Central Broadcasting Network. Và quý vị cũng nhớ subscribe, đăng ký để xem được nhiều video từ chúng tôi. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính chúc tất cả quý vị có một buổi tối thật an lành.